Chào mọi người nhá. Chào mọi người. Rất là hạnh được giao lưu với anh bạn đây ở đi xuyên Việt nhá. Tại mảnh đất Tây Nguyên nha các anh chị. Đây cái là anh hành trình của anh thì ấy cái chiếc xe bên phải này. Để mình bật camera trước cho các anh chị cùng xem nhé. Đây là chiếc xe hành trình nha các anh chị. Đấy. Nút lên này. Xuyên Việt. Ngay có đường tránh thị xã Buôn Hồ thì anh đã tháo ra một lần rồi. Đây, có những vít gì đây? Vít trụ. Ốc vít. Đấy, ốc vít được anh chị. Chiếc xe này là sau cuộc hành trình này là hy vọng là chiếc xe này nó sẽ trở thành chiếc xe huyền thoại. Thì anh này thì anh có cái ấy anh đi được chuyến dần trên thì mình ngưỡng mộ, thì mình đến đây thì cũng gặp anh tại đây để giao lưu tại Tây Nguyên nhé. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Bạn đã tiếp tục hành trình nha các bạn chị. Cũng nhân dịp bạn đến Tây Nguyên này thì em cũng ra đây cùng giao lưu làm quen với bạn nha các bạn chị. Cũng hy vọng cái cuộc hành trình của bạn nó được suôn sẻ, gặp được nhiều may mắn nhé. Chúc bạn thành công. Thì hôm nay sẵn đi trong cà đông năng này về các bạn chị. Đây là tuyến đường sang 4952 nhá, đi xuống Nha Trang Khánh Hòa nha các bạn chị. Thì em sẽ chia sẻ cho các bạn chị cái tuyến đường, đây là tuyến đường về trung tâm huyện cà đông năng, để có những cái cảnh đẹp gì các bạn chị cùng xem và trải nghiệm nhá. Rồi bây giờ các bạn chị cùng em chiêm ngưỡng tuyến đường này nhá. Bây giờ thì đang đi ngược nắng nên là nó hơi chói mặt hình một xí nha các bác chị. Bây giờ đang đi ngược nắng nha các bác chị. Đi về lại đi đúng ngược nắng. Thẳng cái con đường của bác chị và em đang đi đây là sắp tới sẽ qua chợ 92 nha các bác chị, xong rồi đến chợ Phú Xuân. Qua hai cái chợ nhá. Sẵn đây sẽ chia sẻ cho các bác chị đi qua lướt qua và tham quan cái khu chợ của huyện Cà Đông Năng này của bác chị nhá. Trước cũng có một tập phim đi bên phía đường, cũng đi thẳng về từ trung tâm Cà Đông Năng, đi thẳng về có một đường xuống cảng Vùng Rô các bác chị, thì cũng xuống Khánh Hòa, nhưng mà đường này thì đi sang Khánh Hòa, nhiều đường đi sang Khánh Hòa các bác chị, nhưng mà đường này đường lớn hơn, chắc là con đường này đi sang gần hơn nên toàn phương tiện xe cộ đi qua đường này nhiều nhỉ.
bắt họ đóng vào một cái hộp vuông to luôn bác chị. Thì chỗ nào cũng trồng chanh dây nhé, cái này cũng trồng chanh dây. Toàn chân dây không bác chị, đoạn chân dây luôn. À đây, bây giờ em đang ở có mặt tại địa phận 49, còn 52 thì chưa qua. Đây, đây là chợ 49 nha các bác chị. Chợ 49. Đấy, trước mắt các bác chị là chợ 49 nhá. Tí nữa là qua chợ Phú Sân nữa các bác chị. Do hôm nay về chiều đó nên là em chỉ có quay qua bên phía ngoài đường thôi các bác chị. Thì cùng trải nghiệm bên phía ngoài đường thôi. Đây có cái hồ đẹp chưa các bác chị. Đấy, hồ nước cực đẹp luôn. Đấy, Phú Xuân nó còn 7 km nữa là mới tới chợ Vũ Xuân nhé.
Trước mặt các bạn chỉ là đường hình cong chữ S, đoạn đường nguy hiểm. Đây là qua con cầu cạn. Chân dây đấy. Bây giờ là phong trào trồng chân dây. Không biết là sau này cái chân dây nó như thế nào, nhưng mà tạm thời bây giờ thì chân dây nó đang còn ăn thì giá vẫn đang được ổn định cao các anh chị. Đây là trồng chân dây có lại nên bà con toàn tập trung vào những cái khu vực đất trống hoặc là này kia, là cà phê nó đang còn chưa rập rạp thì chen vào để kiếm thêm thu nhập nhé. Hồi trước là chân múc chân đồ là người ta lựa để đi xuất khẩu nhiều, chứ bây giờ hầu hết là bây giờ là chân múc tại chỗ luôn, nên là không cần mẫu mạ bên ngoài đẹp, chỉ cần lấy bên trong nhân thôi, nên là chân nào người ta cũng cân hết, xấu đẹp người ta cân hết các bạn chị, nên là bán rẻ hơn, bán đồng giá. Phú Xuân còn 5 km nữa. Bên này trồng bắp các bạn chị. Trồng khoai lang, trồng bắp. Trời sập mưa lạnh. Bên này toàn khoai lang không. Thank you.
trạm y tế xã Phú Xuân. Ra tới đây là trung tâm xã Phú Xuân rồi các bạn chị. Rồi trung tâm sở xã Phú Xuân là còn 2 cây số nữa. Chợ market tên Tây Nguyên nhiều tên khó đọc lắm các chị ạ. Chợ market đây là trung tâm chợ Phú Xuân nhé, chợ Phú Xuân nhé các chị, chợ Phú Xuân mà lại ghi trong cái bảng là chợ market nên là đọc khó đọc lắm.
con đường đây rẽ về đây, các bác chỉ về đây cũng ra tới huyện Crong Năng nhé. Đi đường chính này quay cho các bác chỉ cùng xem. Quốc lộ 29. Còn hai cây số nữa là ra tới đường quốc lộ 29 nha các bác chị. Trung tâm huyện Crong Năng. Thank you.
Đây là vô thuộc đất của thị trấn Cà Đông Năng các bạn chị. Bà con đi về xe tiêu ngoài đường luôn. Một cây số nữa là ra tới đường quốc lộ 29. Đây, trước mắt các bạn chỉ đây là đường quốc lộ 29 nhé. Cái đoạn này hôm trước em đã đi từ trong kia về đã quay cho các bạn chỉ rồi, nhưng hôm nay em sẽ không quay nữa nhé. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha các bạn chỉ. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn chỉ ở các tập tiếp theo nhé. Đây là đường về thị xã Buôn Hồ nha các bạn chỉ. Còn một đường đây là đi sang thác Đờ Rai Sáp qua cái gì đi xuống đường cảng Vùng Rô nha các bạn chỉ. Ở bên phía tay phải này.